Video hôm nay mình sẽ chỉ bạn một cái tuyệt chiêu để khắc phục cái lỗi mà cái Tinfo kẻ cái hot á. Các bạn khi mà vô Tinfo các bạn không có download được cái game về máy các bạn. Thì khi mà vô Tinfo, ví dụ mình vô Tinfo đúng không? Cái Tinfo này là để các bạn download cái game trực tiếp về máy bằng wifi. Ok. Thì ở đây nếu mà hot của bạn ví dụ nó bị giống như là nó bị rớt server gì đó. Các bạn bị mất hot hoặc là các bạn chưa có hot hoặc là nếu mà chưa được kết nối được với host này sau đó thì nó sẽ không có hiển thị cái mục new game. Nếu mà có cái mục new game á, là các bạn là đang connect được với cái host của bạn rồi, thì trong đây là các bạn không có nè, thấy không? Ok, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn là cách mà để add cái host Pixel Shop vô cái máy switch. Ok, thì mình sẽ lấy một cái ví dụ mà trên một cái con máy khác. Ok, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn có cần mua máy hoặc là hát máy hoặc ấy game cứ liên hệ trực tiếp với mình. Thì đây là một cái máy mình đã ấy sẵn cái hot info nè. Để mình file browser nè các bạn, thấy không? Pixel Shop nè. Mình đã sẵn cái hot vô đây rồi. Các bạn có nhu cầu hack máy, ấy máy hoặc mua máy cứ liên hệ trực tiếp với mình nghe. Cái mục new game nè các bạn. Đó, thì khi mà các bạn mà làm add được cái host vô đây thì nó sẽ có game ở trên đây. Mình có thể download game về máy của mình. Ok ha. Và cái máy switch hiện tại là giá là 5.2 nghe, và máy full box 99% và máy đã hack kèm sạc zin thẻ 256GB, mình sẽ bảo hành 3 tháng. Mình đang có rất là nhiều màu, bản limited Pokemon màu xám, màu vàng, màu xanh lá, màu tím. Rất là nhiều nghe. Các bạn cứ, nếu mà các bạn có nhu cầu máy cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc là sửa máy hoặc lấy máy. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm trên con máy màu xanh nghe. Thì đầu tiên mình sẽ chỉnh cái này. Ok, đầu tiên các bạn á kết nối mạng giúp mình nghe, rồi sau đó các bạn sẽ vô cái mục file browser nè. Ở đây các bạn nhấn dấu trừ. Ở đây cái phần protocol các bạn bấm A nè, rồi các bạn sẽ chọn xuống HT không nè, HTTPS. Ok, bấm A rồi phần ở dưới là hot nè, các bạn nhập là enter. Chấm pixel cái nhập này chắc mình sẽ để ở dưới cho các bạn luôn nha, để các bạn có thể xem lại. Pixel Shop nè, rồi các bạn sẽ chấm tay càng. Ok, ok, enter chấm Pixel Shop chấm tay ca, rồi những ok thôi. Rồi tiếp tục tới cái phần username các bạn sẽ nhập là b s F, T, Dub. Ok, tiếp tục. Ở đây cái phần password là một xíu nữa mình mới nhập được. Phần tiếp tục thì các bạn sẽ nhập là giúp mình là Pixel Shop, hoặc là cái này mình nhập tên gì cũng được, nhưng mà các bạn là nên để như vậy để khi mà mình tìm lại thì mình sẽ dễ nhớ mình đang sử dụng cái host nào. Ok nha, Pixel Shop. Ok. Ok, sau khi nhập cái đó xong, tới cái phần password. Thì mình phải lấy password các bạn. Thì sau đó mình sẽ lên máy tính. Ok. Ok, thì các bạn sẽ nhập cái đường link này vô. Thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Mình sẽ để phần đường link này, Discord nè, invite nè, mình sẽ để cái đường link này ở dưới, các bạn sẽ bấm vô cái đường link này. Rồi sau đó ở đây nó sẽ hiện ra tên đăng nhập. Đây mình sẽ làm lại nè các bạn, enter nè. Nó sẽ đưa mình tới một cái Discord của Pixel Shop. Thì ở đây các bạn sẽ đặt tên các bạn. Đặt tên thì mình muốn đặt cái gì mình đặt nha các bạn. Đặt cái gì cũng được hết, không có bắt buộc là phải cố định nha. Mình cứ đặt đại đi, không sao hết. Và nó bắt mình là khoan đã, bạn là robot nè. Chọn một loại trái cây như vậy. Ok. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nghe. Hát mắc cái gì ở bình luận bên dưới giúp mình sẽ trả lời các bạn. Hiện tại mình đang hơi bận,
nên video cũng ra từ từ. Ok, ở đây các bạn cứ chọn đại thôi, mình không có rồi bây giờ nó bắt mình đi còn xác minh email nè. Thì cái thứ nhất á thì các bạn phải có một cái email, cái mail, với lại cái thứ hai các bạn phải có một cái số điện thoại để mình xác minh này. Ok, thì cái đó cũng chả cần thiết đâu, thì nhưng mà chỉ cần mỗi máy á, thì nó sẽ sử dụng duy nhất một cái mail với lại một cái số điện thoại. Nhưng mà khi mình xác minh xong rồi mình cũng không cần xài tới nữa đâu, nên mình cứ xác minh thôi các bạn. Thì các bạn nhập cái email của các bạn vô nha. Đây là cái email của mình. Thì các bạn cứ nhập vô thôi. Sẽ nhận tài khoản. Rồi, nó đã gửi vô cái mail của mình rồi. Mình qua đây mình coi. Ở đây mình đã đăng nhập vô cái mail rồi nè các bạn. Bấm vô nè. Rồi, xác nhận email. Đã xác nhận. Bạn không là người ngoài. Ok. Ở đây các bạn chọn thôi, chọn theo nó kêu thôi. Xe cơ giới. Ok. Rồi tiếp tục, khi mà các bạn vô đây rồi á, các bạn vô được cái Discord rồi. Hơi yếu nha, đợi xíu. Nào bạn bấm vô Pixel Shop nè. Ok, khi mà vô đây các bạn sẽ nhấn vô cái phần Shop Accept giúp mình. Ở đây nè, rồi khoan, các bạn sẽ thấy cái mục mà chữ hoàn thành nè. Các bạn sẽ bấm vô chữ hoàn thành. Nếu mà nó có tiếng Anh thì mình cứ nhấp theo thôi. Nó kêu các bạn là xác minh số điện thoại nè, các bạn xác minh số điện thoại các bạn. Rồi các bạn sẽ nhập số điện thoại các bạn vào. Thì ở đây các bạn phải chỉnh về cộng 84 nha các bạn. Video này mình đã hướng dẫn chi tiết rồi, các bạn vui lòng là không tô video giúp mình. Mình xem từ từ và mình làm theo. Không. Để mình 3 5 3 3 6 7 3 8. Thì các bạn nhập số điện thoại của các bạn nha, để nó gửi cái mã xác minh cho các bạn á. Này cũng đơn giản thôi, làm rất là nhanh luôn các bạn. Nó chả có phức tạp hay là cái gì rắc rối hết. Ok. Đợi nó nhập về, nó gửi về. Ok, nó đã gửi mã cho mình rồi nha. Các bạn phải nhập số điện thoại các bạn để nó ấy vô nha mấy ông. Những cái thao tác này nó rất là đơn giản luôn các bạn, nó không có gì khó, các bạn kéo xuống hết nè. Mình nghĩ là nó sẽ không có khó đâu. Rồi sau đó xong, các bạn sẽ chọn vô phần shop asset. Đó, rồi khi mà vô đây thì mình sẽ nhấn vô cái nóc nè, nóc order door. Ok, nó sẽ gửi cho bạn một cái password. Đây. EQMFVB nè. Mỗi máy nó chỉ xài được có một cái thôi các bạn, nên các bạn sẽ Ok. Ok, mình sẽ nhập nhanh cái phần đó luôn nha. Đó, các bạn lên máy các bạn có phần password nè. Thì hồi nãy cái mình nói đó là EMVB á, các bạn nhập cái đó vô đây. Mỗi số điện thoại hoặc là mỗi mail là nó chỉ có cái một cái duy nhất một cái mã password thôi nha, chứ không phải là các bạn sẽ nhập giống mình. Cái phần password này là nó khác nhau nha, các bạn phải vô cái phần Discord rồi sau đó các bạn sẽ lấy được cái mã password này, nhớ nghe. Còn những cái phần còn lại như protocol, host nè, username nè, title nè là đều giống nhau hết, nhưng mà chỉ riêng là cái password này thì nó sẽ khác nha các bạn. Các bạn bắt buộc các bạn phải đăng nhập vô được cái Discord, rồi sau đó các bạn sẽ vô cái phần shop asset, các bạn knock the door, knock on door, các bạn lấy cái password đó về, sau đó các bạn nhập password vô đây. Thì sau khi nhập xong, các bạn sẽ nhấn nút X giúp mình. Đó, nãy nó có một cái tiếng nó báo bên kia rồi đó, bấm OK. OK, sau đó các bạn sẽ nhấn nút logo giúp mình. Rồi, sau đó các bạn sẽ vô lại info. Dính cái hot cũ, xóa hoặc là các bạn rename lại cái hot cũ cũng được.
Các bạn chưa hiểu các bạn đừng có quan tâm tới cái đó, kệ nó, cứ làm theo những gì mình chỉ là được. Đó, nó đang lót vô cái Pixel nè. Thì khi mà vô chưa nha, chưa xong nha. Rồi bây giờ mình lên máy tính nha. Rồi ở đây các bạn sẽ làm một cái thao tác nữa. Đây cái phần hồi này hồi nãy nè, EQMFVB nè các bạn thấy không, EQMFVB nè, đó 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 đó, thấy không, thấy không, là cái phần này là mỗi mỗi cái tài khoản Bitcoin nó chỉ có một cái mã password duy nhất thôi. Các bạn nhớ nghe, đây là cái mã password của các bạn nè, nhớ nghe, chỉ duy nhất thôi, xài được một lần thôi. Rồi sau đó mình chỉ nói phần này password thôi nha. Rồi sau đó cái bước hồi nãy là các bạn đã nhập password vô xong rồi, sau đó các bạn phải làm theo trình tự giúp mình, không được bỏ bước, bỏ bước nó sẽ không đúng. Rồi các bạn sẽ chọn switch confirm. Đây các bạn tìm cái tên của bạn, đây là tên của mình nè, Z Dash with me nè đó. Rồi các bạn chỉ cần làm như vậy là được. Rồi xong các bạn chỉ cần vô đây, các bạn thấy cái tên của các bạn nè, các bạn nhìn thấy cái tên của bạn nè, cái tên giòn lòn á, tên là hồi nãy các bạn đặt ở nhà này mình đặt bậy gì đó mình không biết. Ở đây mình đúng cái tên của bạn mới được, các bạn bấm Z Dash with me Warmy, ok. Thì sau đó rồi các bạn lên máy, các bạn đừng bấm vô của ta nha. Rồi Rồi trên máy các bạn thì các bạn bấm back về giúp mình, hoặc Google nè, tắt nó đi. Rồi sau đó các bạn vô lại info. Rồi các bạn đợi một xíu để nó log ra. Thì cái hướng dẫn này nó cũng hơi là dài, thì các bạn lưu ý giúp mình, các bạn xem từ từ giúp mình và làm theo. Đừng có làm gấp thì sẽ không được. Nhớ nghe, từ từ thôi, không có gì phải vội hết. Ok. Đó, thì sau khi các bạn làm mà hoàn thành rồi đó, thì sẽ các bạn sẽ có một new game. Thì khi mà các bạn add được một cái hot nào đó về cái máy các bạn sẽ có một new game ở đây. Thì mình nghĩ là cái hot Pixel này á, Pixel Shop á, thì nó là một cái hot mà tốt nhất tới hiện giờ. Tốc độ tải của nó cũng khá là ok, thì mình sẽ tải thử cho các bạn. Ok. Các bạn ở đây các bạn muốn nó ra hình, các bạn bấm dấu trừ nè. Đó thì nó sẽ lót ra cái hình. Các bạn nhìn nó sẽ dễ chịu hơn không? Mình sẽ tải thử một cái nha. Bạn có thể là nhấn cái nút dưới đây nè, nó xuống nhanh nè. Mình tải thử cái YouTube đi các bạn. Switch coi YouTube mượt lắm đó nha mấy ông. Đây. Tải về. Thì khi ở đây các bạn nhớ giúp mình, ở đây mình chọn hình lưu nè. Mình tải luôn cái bản cuối luôn của nó luôn, install thôi. Rồi các bạn đợi một tí là nó sẽ, khi mà các bạn tải các bạn lưu ý giúp mình, các bạn không được tắt máy hoặc là thoát ra nha, không được bấm home hay cái gì hết, các bạn phải đợi nó tải. Đó, cái hot này nó chạy rất là lẹ các bạn. Rất là nhanh đúng không? Tải có chút xíu là xong rồi. Rất là nhanh luôn nha. Thì những bạn nào cái hướng dẫn này mình cũng quên nói là hướng dẫn này ấy, dành cho bạn nào mà đã mua máy trước mình, trước trước cái tuần này đó, tại vì cái hot hot cũ nó đang bị chết. Mình phải thay đổi qua cái hot này. Thì những bạn nào mà đã mua máy của mình hoặc là những bạn nào mà đang gặp cái trường hợp này thì có thể làm theo cái video này giúp mình. Nhớ nghe. Bây giờ mình sẽ ấy thêm một cái game nữa các bạn, cho các bạn dễ hình dung. Kiếm cái nào nó nhẹ nhẹ thôi chứ nó nặng quá, tải nó lâu quá bạn. Ok, mình sẽ tải thử một game nữa đi nha mấy ông. Mình cũng không biết game đó là game gì nha. Đợi xíu các bạn, khi mà các bạn bấm download này, các bạn đợi một xíu thì nó sẽ hiện lên các bạn mà download về. Từ từ thôi nha, đừng có vội, đừng có gấp. Cứ từ từ thôi. Đó, nó sẽ hiện lên.
Nhớ nghe, đừng có gấp nghe mấy ông. Chờ một xíu thôi. Tốc độ tải về của nó rất là nhanh nha. Mình đang tải là 20 nè. Lẹ. Tùy nó có thể là nhà các bạn nữa, nhưng mà cái hot này nó đi rất là lẹ. Mình thấy nó khá là ok. Khi mà tải xong rồi đó, xong rồi đó mấy ông bấm logo phát chứng minh. Đó, hồi nãy mình vừa tải được ba cái. YouTube này, hai quỷ này mình không biết là cái gì nữa. Mình tải cho biết thôi nha. Mình vô thử nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ mình sẽ thử cái YouTube cho các bạn xem. Rồi mình vào mình xem thử cái YouTube nè. Cũng rất là hay nha mấy ông. Coi YouTube mà trên đây nó rất là mượt. Má quảng cáo này chứ. Chán. Thì các bạn có thể là mua cái ad của Premium á, các bạn vô đây thì nó sẽ không có quảng cáo. Còn cái này là mình phải chịu quảng cáo một xíu nha. Mình đen. Cái đẹp, đẹp là sức mạnh làm lay động chúng ta. Một sức mạnh giúp chúng ta bảo. Behind me are 100 people Đó, and they range hay. from the age of one. Ok, bắt về thôi. Nhiều. Ok. Rồi, vô lại tuyên phố thôi. Đó, nó vô nó loát nè. Bạn nào mà có thể là bạn mà làm chưa được, các bạn có thể để lại comment giúp mình để mình xem coi trường hợp của bạn là làm như thế nào. Nhớ làm theo đúng thao tác giúp mình. Đó, bảo lên ok nè. Rất là nhiều nha mấy ông. Này có cả các bạn Zelda mới nữa nè. Siêu ập không biết có ai chơi chưa ta. Siren Kingdom nè. Game mới là đều có trên đây hết nha. Trên đây nó có rất là nhiều game mình tha hồ mình tải nghe. Okay, mình lấy viên sọt cái nha. 1, 2, 3. Ok. Nhớ giúp mình cái hot này nha. Có thể chỉnh cho các bạn muốn edit cái gì cũng được nè, cũng nó cũng rất là đơn giản nha. Mình show các bạn xem một tí. Password là nhớ giúp mình, password là lên Discord để lấy nha. Ok. Các bạn có còn thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới giúp mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Video cũng tới đây thôi. Ok.